Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình về ít công suất của nồi cơm chân gà đến nách cho anh em đây. Anh em nào mua số lượng thì liên hệ. Còn bên mình đang bán combo 5 con công suất là 150k bao ship toàn quốc nhé. Một khay công suất nó như này là gồm 100 con anh em ạ. Hiện tại mình đặt hàng được về được 500 con. Anh em nào mua thì liên hệ cho mình nhé. Chân dài bằng nhau. Đấy, con nào con đấy là như caro vật đẻ luôn này. Con này công suất của nó là GT60M303 nhé. Nắp cho con nồi Joji. Đây, nồi Joji mình vừa thay cho một con đang sửa đây. Và mình vẫn phục vụ nồi cơm cho anh em nhé. Có nghĩa là vẫn sửa nồi cơm và vẫn lấy linh kiện về cho anh em để anh em thay thế. Dòng này thì mình lấy toàn là loại chân dài như thế này. Đấy, con 303 này thì nó có thể lắp được cho Joji, Pala, Salier và cũng tương đối là nhiều hãng đối với con này. Anh em cứ đọc hãng nồi lên để nếu mà anh em mà chưa quen dùng công suất cho nồi thì anh em cứ đọc cho mình hãng nồi lên. Mình sửa nhiều thì mình sẽ báo cho anh em nó là loại công suất gì, dùng cho những nồi như thế nào anh em nhé. Đấy, thì hôm nay mình về 500 con GT này 60M303. Anh em nào mua số lượng thì nhắn cho bên mình. Còn anh em nào mà mua ít thì bên mình đang combo 5 con như thế này. Đấy, bao sống nhé anh em nhé. 5 con như thế này là 150k bao ship. Đó, anh em việc lên đơn đặt hàng với số điện thoại là 0355 448 274 nha anh em nhé. Đây mình lôi cho anh em khay đầu tiên này, tất cả chân dài như nhau hết. Đây một khay nhé, tổng 5 khay này. Đấy, hàng thì hết lại quá anh em nhé. Cho nên là anh em nào mà lấy hàng quen bên mình rồi đấy thì cứ việc là nhắn tin thôi. Đây cũng dây chân dài như vậy hết này. Đó, đều tăm tắp luôn nhé, công suất xịn luôn, hàng thao máy nha anh em nhé, bao cho anh em đẹp long lanh. Tiếp theo nữa này, mình sẽ cho anh em xem hẳn 5 khay công suất của mình đây. Cứ như là tôm tươi luôn, nét đẹp đẹp, không có con nào chân ngắn rồi nhá. Chân dài tất cả đều 2 cm nhé. Đó, tiếp tục đây lại hộp nữa này. Đây cũng vậy nhé, nồi đâu ra là đúng như thế này. Dưới này cũng vậy này, linh kiện này, công suất này, cáp này, anh em đây hàng nào cũng thế nhé. Mình sẽ về được đơn hàng công suất nào thì mình sẽ thông báo lên cho anh em, và nó sẽ giá nó sẽ dao động vào lúc mình lên video. Đó, ví dụ hôm nay mình lên về được đơn hàng này giá tầm tương đối tiền thì mình sẽ like luôn, báo giá luôn cho anh em để anh em lấy hàng nhé. Còn những con khác ví dụ như là nồi tô hay là nồi hi rồi là Joji Tiger thì công suất nó khác, thì mình về đơn nào thì mình sẽ báo lên để cho anh em biết được cái giá để anh em mua nhé anh em nhé. Anh em nào xem kênh thì ủng hộ thì mua cho mình nhé. Ok, thì hôm nay mình like cho anh em ít công suất như này. Anh em nào có nhu cầu mua thì ủng hộ mình. Cái số điện thoại là 0355 448 274. Một đơn hàng là 150k bao ship, giao cho anh em là 5 con công suất. Đó, nồi cơm. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tại đi sửa nồi cơm tiếp đây. Con nồi cơm này là của cái bác nào vừa về đây, vừa thay công suất xong. Chưa kịp like thì mình hôm nay thì like hàng nữa. Ok, xin chào tạm biệt anh em.